Chào các bạn, hiện tại là 9 giờ sáng ngày 29 tháng 6 năm 2019 ha. Và mình đang có mặt trên đường Lê Đại Hành, quận 11. Nè các bạn, hôm nay mình sẽ đến đây để ăn hủ tiếu mì bò kho ở một cái tiệm mì rất là nổi tiếng, đã có lịch sử hơn 70 năm. Đó là tiệm mì Thiệu Ký các bạn, nằm ở địa chỉ là 66/5 Lê Đại Hành, quận 11 ha. Trong cái con hẻm bên kia kìa, mấy bạn thấy không? Rồi, mình sẽ qua bển nha. Góc Lê Đại Hành, quận Kiều. Hẻm 66 mấy bạn. Thiệu Ký. Ở đây mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ vậy anh? Ủa dữ vậy hả? Wow. Tiệm mình bán chắc cũng được mấy chục năm anh hả? 70 năm rồi. Dạ. Ủa anh đang chụp hình nè bò. Cái tô này nhiêu anh? 40. 40, hộp cẩm ha. Đúng rồi. Dạ. Từ 7 giờ sáng tới 1 giờ khuya các bạn. Wow. Không gian rất là rộng các bạn, nằm trong hẻm 66 Lê Đại Hành, quận 11. Đây là tô hủ tiếu mì bò kho của Thiệu Ký của giá 45.000 mấy bạn. Ở đây mấy bạn thấy nè, có tất cả là khoảng độ 3 miếng thịt bò ha. Bò và bò gừng. Ớt sắc và sa tế các bạn. Bây giờ mình sẽ nếm thử cái phần nước súp chứ. Phần nước súp ngọt thanh. Cái vị này rất là hợp với mình. Bây giờ mình sẽ trộn cái phần cọng mì và cọng bún lên mấy bạn xem nha. Và đây là cục thịt bò ha. Mình sang từng thịt bò này. Mặt sau của cục thịt bò là có một xíu mỡ nữa các bạn. Miếng thịt bò cực kỳ ngon các bạn. Thơm, mềm, béo. Béo nhưng mà không có ngậy nha, không có ngán nha. Ăn rất là ngon. Trong đây cũng có một phần là gừng sụn nè, để mình ăn thử cái phần gừng này. Sực sực. Phải nói là tô hủ tiếu bò kho này ngon các bạn. Mấy bạn có thể gọi thêm giá trụng ha. Bây giờ sẽ ăn cái cọng mì vàng này nè. Cọng mì trứng dai dai sực sực. Cho thêm chút xíu sa tế vào để coi sa tế này như thế nào. Phần sa tế đây là sa tế xả mấy bạn. Mình cảm nhận vậy. Mặn mặn, béo béo và cay cay. Cay nhẹ thôi chứ không gọi là cay lắm đâu. Bạn nào ăn cay hơn thì có thể ăn thêm phần ớt sắc ha. Thì bạn thấy hả? Người lớn tuổi đến đây ăn rất là nhiều. Đó, như anh này anh nói là đây nè, 80 năm. Ừ.
Chú đó 80 mấy tuổi anh hả? 80 mấy tuổi hả? Ăn từ hồi trẻ tới giờ. Rồi, mình ăn hết luôn nha. Đây là thực đơn của Thiệu Ký mấy bạn ha. Há cảo nè, xíu mại nè, hoành thánh nè, sủi cảo nè, sườn bò kho thập cẩm, tức là mì sườn, mì bò kho, mì thập cẩm đó, hủ tiếu, bún gạo, đặc biệt là mì xá xíu, mì khô dầu hào. Mình nghĩ là mình sẽ đặt thêm cái phần há cảo và xíu mại. Bên trong nhà mấy bạn ha, mình qua đây ăn há cảo xíu mại. Cái này nhiêu tiền cô hả? Dạ 25.000 đồng mấy bạn, hai viên há cảo, hai viên xíu mại. Ở đây có giấm, nước tương, tương ớt mấy bạn. Cái chai giấm là cái chai màu đỏ nha, chính giữa đó lấy chút xíu giấm, nước tương và tương ớt. Mấy bạn tự pha nha, mình thì mình pha theo kiểu là chua chua ngọt ngọt. Hồi nãy mấy bạn thấy là cổ gấp ra ha, nó rất là nóng. Bây giờ mình sẽ ăn trước cái phần há cảo. Nhìn bên ngoài có thể thấy là cái lớp bánh khá là mỏng nè, cái phần thịt bên trong ha. Lớp bánh nó rất là mỏng mấy bạn. Phần nhân bên trong chủ yếu là thịt, ít tôm và chút xíu củ sắn, vị ngọt thanh. Chấm vào nước giấm, nước tương lấy vị chua, chấm vào bạn rất là ngon các bạn. Bây giờ mình sang cái viên xíu mại. Mình nghĩ chủ yếu đây là thịt và củ sắn và nó khá ướt ha. Viên xíu mại này, cái phần xíu mại này nó ngọt hơn cái phần nhân của cái viên há cảo, mà phải nói rất là đậm đà các bạn, nên là ngon. Chủ yếu mình cảm thấy nhiều nhất chính là cái phần thịt và phần củ sắn. Cái lượng củ sắn vừa phải thôi, nhưng mà cái phần thịt mình cảm thấy là chủ yếu á, và là làm khá là dai. Còn cái phần tôm thì hơi khó cảm nhận. Đây là cái phần tôm nè mấy bạn thấy không đó. Giải khác ở đây họ bán đậu nành nè, rau má nè, nước ngọt nè, soda chanh. Tuyệt vời hơn là mấy bạn có thể đặt món trực tuyến nha. Ở đây họ bán từ 7 giờ sáng tới 7 giờ sáng hôm nay tới 1 giờ sáng hôm sau. Sữa đậu nành bán sao anh hả? Dạ cho em một ly đi. Đợi uống ly sữa đậu nành. Cái món anh đang làm món gì anh? Hủ tiếu mì Hoành Thánh. Hủ tiếu mì Hoành Thánh. Khô hả? Dạ để đó chị. Nhúng vô nước lạnh để cho nó dai ha. Lại trụng lại nước sôi một lần nữa. Cái cọng mì này nhà anh làm hả? À dạ. Ủa xa xíu. Cẩm, tèo, tim, cá viên, xa xíu. Dạ. Anh là thế hệ thứ hai, thứ ba ở đây rồi hả? Thứ ba. Thứ ba. Quá trời. Tô này nhiêu anh? Có thể 45 rồi. 45, dạ. Hỏi là... Ồ. Được lèo đó. Dạ. Bánh tôm. Đó phần mì đúng không anh?
Dạ. Cái này làm liên tục luôn. Cái này chiều mới làm. À, chiều mới làm, dạ. Cảm ơn anh. Xá xíu này vậy. Và đây là ly sữa đậu nành 10.000 đồng ha. Mùi đậu nành thơm các bạn. Và ngọt ở đây là ngọt nhẹ nha. Điện thoại các bạn 0822156450. Buổi sáng hôm nay được ăn ngon cho nên cảm thấy là vui các bạn. Phải nói là ngon và rất đáng để quay lại. Mình chắc chắn sẽ quay lại chỗ này. Và con hẻm này cũng rất yên tĩnh các bạn. Ở đây họ nuôi chim khá là nhiều các bạn thấy không? Đó. Hầu như nhà nhà đều nuôi chim. Hẻm 66 Lê Đà mấy bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Hủ tiêu sườn lò xiêu. Mình có bán cả cái phần hủ tiêu gà nữa chú ha. Gà xế. Dạ. Đây là tiệm hủ tiếu sườn lò xiêu ở số 105 mấy bạn ha. Rất là nổi tiếng nè. Đây, mấy bạn để ý góc đường ở đây nha. Đó, ngã tư ha. Ở bên kia mình nhớ là số 103 ABCD vậy đó. Rồi sau đó lại 95 NCT có nghĩa là Nguyễn Chí Thanh. Cho nên mấy bạn nhớ để ý góc đường này ha. Đó, ở bên đây lại ghi là cà phê 96 kem trà sữa. Thì qua đây là 105 quán lò xiêu hủ tiếu mì nha. Gửi xe trước quán. Mình bán sáng chiều luôn hả cho cô? À. Dạ. Mấy giờ tới mấy giờ vậy chú? Hả? Sáng 6 giờ tới 11 giờ. Dạ. Chiều 2 giờ tới 5 giờ rưỡi. 2 giờ tới 5 giờ rưỡi, dạ. Hủ tiếu mì sườn. Dạ, em ăn nước nha. Tiệm mình bán được bao lâu rồi chú? Dạ. Không có đâu, dễ tìm mà. Ở hai cái căn gốc này là Nguyễn Chí Thanh. Cái nhà nó hướng ra Nguyễn Chí Thanh mà, căn kế bên. Căn giá đã 96 Nguyễn Chí Thanh. Hồi nãy em xém cũng hơi bị lộn, em hỏi cái người dân họ chỉ cái là ok. Dạ. Năm cả chục căn lận. Dạ. ABCD thôi, còn 103 đó em thấy ABCD á. Đó. Cái tô này bao nhiêu tiền chú hả? 50. Dạ. Ở bên trong nhà. Đây mấy bạn, tô hủ tiếu mì sườn có giá 50.000 đồng. Và gia đình này là một gia đình người Tiều nha, Tiều Châu ha. Ông nội của mình cũng là người Tiều. Nhìn cái miếng sườn ngon ghê. Ớt rồi mấy bạn. Giấm và nước tương. Mấy bạn nhớ nha. Đỏ là giấm, đen là nước tương. Nhà có cái chừng rất là cao nên thoáng mấy bạn. Đó. Trước tiên mình sẽ nếm thử cái phần nước dùng nha. Hồi nãy mấy bạn thấy là
nước dùng được ninh từ xương sườn. Phần nước dùng này có vị ngọt thanh mấy bạn, và khá là đậm đà. Ở trong này có hành nha, nhưng không có ngò nha. Hình như là có ngò, nhưng mà chủ yếu là hành. Bây giờ mình sẽ ăn thử với cọng mì và cọng hủ tiếu. Mấy bạn ở đây thấy này, có cả giá và hẹ nữa ha. Đây. Cọng mì dai và sực sực mấy bạn. Đúng là kiểu mì hoa ha. Rất tiếc là cái phần hủ tiếu nó hơi bị đóng cục chút xíu. Bây giờ mình sang cái phần sườn nè. Cái này là cái quan trọng nè. Phần sườn mà được nấu tới rất là mềm mấy bạn. Nói chung là mềm và dai ha. Cái thịt cũng còn dai dai. Ăn rất là ngọt và thơm. Đặc biệt là cái phần sườn này nè. Nó cái cục xương á. Cắn vô, ồ nó béo là béo. Thơm cái chất xương sườn. Để mình chấm thử cái phần nước chấm đó. Đây là nước mắm rừng mấy bạn. Nước mắm gừng ha. Vị mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay. Nhưng mà không hiểu tại sao ăn hủ tiếu sườn mì mà lại chấm nước mắm gừng ta. Mình nghĩ là chấm giấm với tương nó ngon hơn à. Cơ bản cái tô này mình thích cái cọng mì nè. Cái phần sườn ngon nè. Cái phần nước dùng thì đối với mình là ok. Không phải gọi là xuất sắc gì đâu, nhưng mà phải là mức độ khá. Mới 2 giờ mở quán là đã đông vậy mấy bạn ha. Mát. Ở trong tiệm có bán một cái loại trà chanh rất là nổi tiếng mấy bạn. Đây. Có một lát chanh nè, bây giờ sẽ uống thử cái phần trà trước rồi mới bắt chanh vào để xem độ ngọt như thế nào. Phần trà này khá là thơm nha bạn. Mình không diễn tả được cái mùi thơm, nó mùi thơm gì hơi giống hồng trà mình nghĩ, và nó khá là ngọt. Do đó họ mới cho thêm một cái lát chanh đó, tùy theo cái độ chua mấy bạn thích, mấy bạn gia giảm ha. Mình thấy cái ly trà chanh này ngon. Cho chanh vào rất ngon mấy bạn. Ở đây mình thấy họ có bán cả mì gà nữa nha, loại nước và loại khô. Hủ tiếu sườn lò siêu 105 lò siêu, phường 16 quận 11. Điện thoại 0903 943 0103. Mình thấy hình như có mấy anh chàng foodie đến đây order đó. Mình nhớ là trên Foodie họ đánh cái điểm của cái tiệm này là ở mức độ 6.8, 6.9 vậy đó. Hơi ngạc nhiên mà thực sự phải nói là ngon. Một trong những tiệm mì phải nói là ngon ở khu vực chợ lớn Người Hoa. Cái tô này của con bao nhiêu tiền vậy chú hả? 55. Dạ. Ngoài hủ tiếu sa tế mình còn bán gì nữa không chú? Sa tế tái. Dạ. Sa tế tái, hủ tiếu kho, lai kho. Dạ, lai kho. Ba thứ. Chào các bạn. Hiện tại là khoảng 12 giờ trưa ngày 16 tháng 7 năm 2019. Và mình đang có mặt trên đại lộ Võ Văn Kiệt hay là đại lộ Đông Tây. Một lát nữa đây mình sẽ đến tiệm Tô Ký ở số 36 Gò Công để ăn hủ tiếu sa tế. Tô Ký là một trong những tiệm bán hủ tiếu sa tế rất là nổi tiếng quận 5 các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng mình đến tiệm hủ tiếu Tô Ký. Bên kia là quận 8 các bạn ha. Đó. Cái đó là đường dẫn lên cầu Trà Và. Bên phía tay phải các bạn sẽ là quận 5.
Đây đã đến tiệm hủ tiếu sa tế, đồ ký số 36 Hòa Cộng các bạn. Chú có làm đi chú. Dạ. Buổi sáng mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ vậy chú? Sáng à, từ 6 giờ bán tới 11 giờ mấy. Dạ. Xong mình nghỉ chút xíu nữa bán trở lại. À. Mình sẽ bán trở lại tới tối luôn. Dạ. Đầu tiên là buổi trưa bán từ khoảng độ mấy giờ chú? Dạ, bây giờ bắt đầu dọn sẽ bán tới tối luôn. À, vậy có nghĩa là nguyên ngày rồi. À, dạ, dạ. Cái tô này của con bao nhiêu tiền vậy chú hả? 50 năm. Dạ. Ngoài hủ tiếu sa tế mình còn bán gì nữa không chú? Sa tế tái. Dạ. Sa tế tái ra hủ tiếu kho, tai kho. Dạ, tai kho. Ba thứ bán được ba thứ. Wow, đã quá. Tuyệt vời. Dạ. Dạ, xong đi. Dạ. Thôi để con ngồi vô trong luôn. Dạ. Dạ. Hôm nay mấy bạn. Chú tiệm mình là được bao nhiêu năm chú hả? Khoảng 6-70 năm rồi. 6-70 năm rồi. Wow. Dạ. Bây giờ xin giới thiệu bạn chú nè. À. Dạ dạ dạ. Có là gì? Có là gì? À, dạ bà chủ, còn mày chú là ông chủ. Bà chủ, chú không chủ. Dạ dạ dạ. À, bà chủ ngồi ở trong. Dạ. Phụ nấu thôi. Dạ. Nấu thôi. Cái nước sốt này, nước sốt đậu phộng đúng không chú hả? Đậu phộng. Dạ dạ. Sản xuất tại đâu? Dạ. Gia truyền là cái này gia truyền. 60-70 năm là cũng dài lắm. Dạ, mấy thế hệ rồi. Cũng quay sáng nó quay nó mới đẹp hơn. Dạ. Tại vì nó tròn rồi á. À. Con cứ nghĩ là bán cả nguyên ngày cho nên con đến nó hơi trễ. Mình cho nhìn thì thấy là rất là ấn tượng. Dạ. Đây các bạn. Chiếu sao đấy ha. Tại đây có bán quy linh cao. À, quy linh cao ha. Sâm 24 vị, nước sâm rong biển, có chai mang về. Đây. Đi trong nhà mấy bạn. Đó bà chủ. Đây. Cô này có bà chủ ha. Dạ. Chủ quán. Đây. Nó quản lý ở đây á. Dạ. Hủ tiếu sa tế thập cẩm, hủ tiếu sa tế tái viên gừng, hủ tiếu thập cẩm, hủ tiếu tái viên gừng, sa tế thập cẩm, sa tế tái viên gừng. Ở đây có há cảo và dâu ua phô mai nữa. Dạ. Dạ, bán thêm khô bò sợi, khô bò miếng, chà bông heo, tổ yến. Nhà mình làm hết luôn hả cô? Nhà bán luôn. Dạ. Dạ, nước xong mình nấu luôn. Dạ. Đây, tô hủ tiếu sa tế nai có giá 55.000 đồng các bạn. Mình bắt đầu ăn mấy bạn ha. Đầu tiên mình sẽ ăn cái phần nước súp trước. Đó. Nhìn nó rất là bắt mắt. Phần nước này nó có sệt sệt ha. Đó, các bạn thấy nè. Phần nước súp đậu phộng này rất là đậm đà mấy bạn. Cay nhẹ nhẹ ha, có sa tế nhưng mà cay rất là ít. Phải nói là đậm đà, mặn mặn, ngọt ngọt và mùi cũng thơm thơm nữa. Đó là mình chưa ăn với hủ tiếu nha. Mình nghĩ ăn với hủ tiếu thì sẽ cái độ đậm đà nó sẽ giảm xuống chút xíu. Bây giờ mình sẽ ăn qua thử phần thịt nai. Hồi nãy mình thấy là nai là bỏ vô nhìn rất là đã. Tái tái. Phần thịt nai khá nhiều. Mềm mềm, dai dai và rất là ngọt thịt mấy bạn. Đáng đồng tiền. Ở trong đây chúng ta thấy có phần dưa leo nữa nè và dưa rau quế. Mình sẽ trộn nó lên nha. Dâu phô mai à. Có người đang đứng mua dâu phô mai. Em ăn xong chắc em sẽ gọi một hũ. Dạ. Nhìn. Dạ. Cho em xin chút xíu nước nữa nha. Cái phần nước ngon ghê á.
Ở bên đây cái phần nước chấm là gần với củ ghiền mấy bạn, hơi lạ ha, để mình chấm thử sau đó. Bây giờ ăn cái phần hủ tiếu đã. Sự kết hợp rất là tuyệt vời giữa cái cọng hủ tiếu và cái phần nước súp. Tổng thể cái tô này mà nói là nếu mình cho điểm có thể cho tới điểm 8, điểm 9 á. Nhưng mà cái giá nó hơi cao xíu, 55.000 kéo xuống điểm 8 nha bạn ha. Bây giờ để mình chấm cái phần nước chấm gừng và ghiền xem như thế nào. Phần nước chấm này cũng rất là đặc biệt, chua chua ngọt ngọt, thơm cái vị ghiền, cái củ ghiền mấy bạn. Chút xíu gì đó gừng nữa. Có ghiền thôi hả? Em ăn có cảm giác nó có cay 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 nữa ta. Vậy hả? Nhưng mà cái củ ghiền nó có cái tác dụng giống như cay cay không ta? Đâu phải, nó nghe cái mùi thơm nó rõ. Dạ hả? Thơm ghê á, em thấy cái phần nước chấm này đặc biệt á. Em ăn nhiều chỗ không thấy chỗ nào làm chỗ này. Để mình chấm cái phần thịt vào trong. Cái phần thịt nai chấm vô cái phần nước chấm củ ghiền này và nó rất là thơm. Sự kết hợp tốt. Rồi, bây giờ mình ăn hết cái tô này các bạn. Ở đây là góc giao của đường Gò Công và Gia Phú ha. Một lát mình sẽ đi ra quay cho mấy bạn xem cái đường Gia Phú. Góc như vậy sẽ dễ tìm mấy bạn hơn. Cho mấy bạn dễ tìm đường chứ. Ngoài cái phần nước chấm ghiền ở đây thì để gia tăng cái độ cay á, mấy bạn thích ăn cay hơn á, do cái tô hủ tiếu sợ thế nai này nó cay nhẹ nhẹ thôi. Ở đây có ớt sắc nè, chanh nè, hủ tiêu nè, và kể cả sợ thế nữa. Cái muối tiêu này mình ăn cái gì anh hả? Còn thấy có tô hủ muối tiêu nữa. Ăn cái nai kho. Nai kho hả? Dạ. Là cái gừng kho đúng không chú? Gừng kho. Cái đó hiện tại mình có không chú? Có hả? Có. Bán cho con một chén được không? Dạ. Dạ, một chén nai kho. Dạ, nai kho thôi. Dạ. Đây, nai kho. Dạ. Rồi cái chén nai kho này không này giá bao nhiêu anh? Một tô 55. Dạ. Nó cũng giống như sa tế là 55. Là chủ yếu là thịt nai ha. Còn cái phần gân kia là để làm gì anh? Gân nai á. Gân nai để thập cẩm. Dạ. Gân tao tử viên. Dạ. Gân trong với gân trắng. Hai loại gân, một loại là gân nhạn, một loại là gân trong. Dạ. Này lá sách. Bào tử lá sách. Dạ. Cái này chắc mình kho lâu ha. Rồi. Đây mấy bạn, chén nai kho nè ha, 55.000 đồng. Có tất cả là ba cục thịt rất là lớn. Đầu tiên mình sẽ thử cái phần nước súp nè. Rồi sau đó mình sẽ ăn những cái phần nai kho chấm muối tiêu. Phần nước súp này có vị ngọt ngọt mặn mặn các bạn. Và thơm thơm, thơm của hương hồi á. Nha. Bây giờ mình sẽ ăn cái phần thịt nha. Nhìn ba cô thịt đã quá. Rất là ngon. Phần thịt mềm. Rồi có thêm cái phần như vậy, phần sụn và dai dai, sực sực. Nói cái chén 55 ngàn này đáng đồng tiền. Chấm với nước chấm với lại cái phần muối tiêu chanh là đúng ý rồi. Ở đây có bán sa tế để mang đi nước ngoài mấy bạn. Một ký vậy bao nhiêu cô hả? Cái này 1 ký á.
Dạ, bao nhiêu tiền cô? 350. Dạ. Và đây mình đã gọi đến một phần dâu phô mai và một phần quy linh cao ha. Quy linh cao dạng như mực ong đã bỏ lên đó rồi. Cái phần dâu có 12.000 đồng, quy linh cao 15.000 đồng. Mấy bạn nhớ là dâu phô mai nha. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái phần dâu trước. Mấy bạn có thấy hai cái phần màu không ha? Cái phần trên theo mình nghĩ chính là cái phần phô mai đó. Cái phần vàng vàng á, chấm 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 đó. Ở bên phía bên trong là nó rất là smooth, là cái phần dâu. Bây giờ mình ăn nha. Chính xác là vậy mấy bạn. Cái phần dâu bên trong chua chua ngọt ngọt. Cái lớp phô mai rất là mỏng, thì trên thì nó béo béo. Và đây, quy linh cao 15.000 đồng. Phần quy linh cao này lỏng lỏng, vị cũng đắng đắng, nhưng mà không có lên được cái mùi thơm nha bạn. Thì cái phần mực ong cũng ngọt ngọt thôi. Trong số các nơi mình đã từng ăn quy linh cao thì mình thích ở Hà Ký, Hà Ký quận 5 á. Và một cái điểm thứ hai nữa là nhất đẳng phẩm vị ở trên đường Nguyễn Tri Phương hôm qua mình ăn rất là ngon. Nhờ cái phần nước hoa Huế, nước đường hoa Huế á. Mình quên nói nữa, gia đình đây là người Tiều ha. Cái hủ tiếu sa tế Tô Ký này là người Tiều. Bây giờ là họ dọn hàng bán tiếp buổi trưa, buổi chiều. Đây mấy bạn, đường Gò Công ha. Đi thẳng ra ngoài là đại lộ Võ Văn Kiệt. Mình qua đây, góc ngã ba này chính là đường Gia Phú ha. Đó. Qua tiếp bên đây một căn nhà cũ rất là đẹp, cũ và cổ à. Số 45 Gò Công các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Hôm nay ăn trưa rất là ngon. Từ tiệm Tô Ký mấy bạn chạy chút xíu nữa ra tới đường Bãi Sậy ha. Bên kia là bán hủ tiếu gõ quá. Bãi Sậy các bạn thấy không? Mình đi qua bển nha. Xem đường xá chút xíu. Cái đường cắt ngang đã đường Bãi Sậy mấy bạn ha. Thì đi qua cây cầu nhỏ là tiếp tới đường Gò Công. Mình quẹo phải một cái. Ở đây chính là đường Phan Văn Khỏe. Phan Văn Khỏe ha. Chuyên bán ba cái dây dù nữa các bạn. Thôi mình đi về. Chào các bạn, hôm nay là ngày 17 tháng 7 năm 2019. Từ tối hôm qua tới giờ thì trời cứ âm âm u như thế này mấy bạn, rất là xám xịt. Có thể là ảnh hưởng của cơn bão ngoài khơi đảo Luzon của Philippines. Và hiện tại là mình đang có mặt trên đường Ký Con quận nhất ha. Hôm nay mình sẽ đi ăn hủ tiếu mì thập cẩm ở một trong những tiệm hủ tiếu mì nổi tiếng nhất ở quận nhất. Đó là tiệm số 70 Ký Con. 7-8 năm về trước khi mình còn làm việc ở trên đường Phó Đức Chính quận nhất á, thì sáng mình thường đã nói ăn sáng. Bây giờ mình mời các bạn cùng mình đến tiệm 70 Ký Con.
Hồi xưa mình nhớ là một tô hủ tiếu mì đó là 23.000 đồng. Đây được chiếc con các bạn ha. Nhà cửa như vậy. Ở nhà bên đây nè. Mình đi thôi. Đã tới số 70 ký con các bạn ha. Hủ tiếu mì hoành thánh bún gạo. Đông từ 6 giờ sáng tới giờ luôn các bạn. Đó. Nhà khá là nhỏ cho nên là đóng nghẹt. Bữa nay tô hủ tiếu mì thập cẩm giá nhiêu chị? 37.000. 37.000 ha. Rồi cho em tô. Đủ quá để quay lại. À, hủ tiếu mì. Đủ luôn. Có cá luôn ha. Dạ. Vẫn là bán buổi sáng tới khoảng độ 12 giờ mình nghỉ đúng không? Cá lóc. Ok. Từ một nhà bây giờ bán thành hai nhà luôn rồi. Đây tô hủ tiếu mì thập cẩm có giá 38.000 các bạn. Ở đây là cái phần thịt heo họ sắc thành từng miếng nhỏ thế này nè, và phần cá lóc ha. Đó. Ở đây không thấy cái miếng bánh tôm ta. Hồi xưa bánh tôm. Mình mới hỏi có thì anh nói là ở đây không có làm bánh tôm nữa rồi. Đây. Mình cũng gọi đến cái phần há cạo xíu mại có giá 24.000 các bạn ha. Đó. Bây giờ sẽ nếm thử cái phần nước súp đã. Vẫn ngon như ngày nào. Nước súp ngọt thanh và rồi trong. Và khá đậm đà các bạn ha. Những cái miếng trắng trắng này chính là cá lóc nha. Đó. Cá lóc phi lê. Bây giờ mình sẽ trộn cái phần mì và phần hủ tiếu lên mấy bạn xem. Phần cộng mì dai dai mấy bạn ha. Dai dai sực sực. Cái phần thịt heo thì được sắc sợi thế này ăn rất là thơm, ngọt, ngọt thịt. Phần cá lóc tươi ăn dai dai cũng ngọt thịt luôn. Nhìn chung cái cơ bản cái tô này khá là ngon. Và nước lèo nãy như mình nói là đậm đà ngọt ha. Ngọt thanh á. Mình cũng gọi đến một chén hoành thánh nè, có 4 viên ha, giá là 17.000 đồng. Phần nhân của cái hoành thánh này khá đậm đà các bạn, ngọt ngọt mặn mặn. Nhân thịt heo ha. Đây mấy bạn, hai viên há cảo, hai viên xíu mại ha, lúc mang ra nóng. Rồi cái chén ớt này nè, tương ớt này nè, lúc mang ra cũng nóng luôn. Phần há cảo này bên trong nhân á là thịt heo và củ sắn ha, trộn lại vị ngọt và khá là thơm mấy bạn. Còn phần xíu mại thì chủ yếu nó cũng giống như cái nhân của cái thằng há cảo thôi. Riêng cái phần tương ớt này họ làm rất là ngon. Mức độ khá cay và nó thơm nữa. Mình cái này họ làm riêng đó.
thêm chút xíu cảm nhận nữa là ở chỗ là ở cái há cảo và xíu mại này, cái phần củ sắn á, nó nổi trội, khá nổi trội, có nghĩa là ăn cảm giác rất rõ cái phần củ sắn. Ở đây cũng bán sữa đậu nành, một ly như thế này là 12.000 mấy bạn. Phần sữa đậu nành thơm, vị ngọt vừa phải. Và đây là tô mì gà xé có giá 50.000 đồng các bạn ha. Đó. Ở đây có thêm phần nước mắm gừng nè, sa tế và giấm. Và đây là món đặc sản của quán, chè khúc bạch. Ở đây chúng ta thấy chè khúc bạch nè, có đào nè, có trái vải nè, có hành nhân nè. Và đây là một món lạnh nha. Chào các bạn, hiện tại là khoảng 5 giờ chiều ngày 17 tháng 7 năm 2019. Như các bạn có thể thấy là bầu trời xám xịt ha, từ hôm qua tối tới giờ nó như vậy nè ở Sài Gòn. Mấy bữa trước thì có một anh ở trên nhóm Chợ Lớn Xưa Hồi Nay có giới thiệu cho mình một cái quán mì gà. Anh nói là khá là ngon. Tiệm mì đó có tên là Ngũ Long Công Chúa, nằm trên đường Trần Phú, quận 5 mấy bạn ha. Bây giờ mình mời các bạn cùng mình đến tiệm mì Ngũ Long Công Chúa ăn mì gà. Đây là đại lộ Đông Tây nha mấy bạn. Trời này mà ăn thịt kho tiêu á, mặn mặn ngọt cay cay với cơm thì tuyệt vời. Công viên chiều mưa. Đây mấy bạn, mình đã tới tiệm mì Ngũ Long Công Chúa ở số 418B Trần Phú ha. Miễn phí máy lạnh, giữ xe. Mì gà thượng hạng. Xe mì mấy bạn. Mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ vậy? Bán từ buổi chiều thì mình bán từ 4 giờ tới chiều. Cơm gà xé được nhiêu vậy em? 40.000. Đây là không gian bên trong của quán các bạn ha. Khá là rộng, sạch sẽ. Và đây là phần thực đơn các bạn. Hủ tiếu, bún gạo, một vắt mì là 44.000 đồng. Còn hai vắt mì là 50.000 đồng ha. Phần cánh gà thì hủ tiếu, bún gạo, một vắt mì cũng 44. Còn hai vắt mì là 50. Gà chặt thì có giá 49.55. Đùi gà thì 55.61. Hoành thánh 42.000. Hủ tiếu, bún gạo, một vắt mì 42. Hai vắt mì là 48. Xá xíu, hủ tiếu bún gạo, một vắt mì 50, hai vắt là 56, sủi cảo 49. Đấy ha, cơm gà nè, cơm xá xíu 48, cơm gà xé 44, cơm gà chặt, cơm đùi gà, cơm gà chặt xá xíu. Ở đây buổi sáng có bán điểm tâm, há cảo xíu mại nước, xíu mại khô 28.000 đồng, các món ăn thêm. Nào bạn thấy ha,
hủ tiếu, một bát mì, bún gạo, cơm 7.000, gà xé 35, cánh gà 35, gà chặt 41, đùi gà 47, 1/4 con gà đùi là 95, 1/4 con gà cánh là 89, xá xíu 41. Một số món tráng miệng có đậu hũ hũ, lá dứa và dâu 18.000, hột gà chân sữa tươi 20.000, chè bo bo sữa Hồng Kông 20.000, chè đu đủ tuyết nhĩ táo đỏ 20.000, chè trái cây rau câu dừa sâm hữu lượng, chè cúc bạch 20-26.000 mấy bạn ha. Đây nước sâm mỹ la vũ năng đó. Và đây là tô mì gà xé có giá 50.000 đồng mấy bạn ha. Đó. Ở đây có thêm phần nước mắm gừng nè, sa tế và giấm hoặc là xì dầu. Đầu tiên mình sẽ nếm thử cái phần nước súp. Nước súp ở đây khá đậm đà mấy bạn à, và có vị ngọt thanh ha. Ở đây họ có sử dụng hành và hành phi. Bây giờ mình sẽ trộn cái phần mì lên nha. Phần cọng mì ở đây cũng giống như các tiệm mì hoa khác, dai dai sực sực mấy bạn ạ. Hủ tiếu cái bản này cũng nhỏ thôi, không có dày, không có to. Bây giờ mình sẽ ăn qua cái phần gà nha, gà xé. Cái lượng gà xé cũng khá là nhiều các bạn. Phần thịt gà xé này dai mấy bạn, dai và thơm, chấm với nước mắm gừng ăn mới là đã. Vị nước mắm gừng ở đây là mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay. Tô hủ tiếu mì gà này với mình là ngon. Phần sa tế rất là thơm mấy bạn, cũng khá là cay á. Mình thích cái phần sa tế ở đây, nó không có mặn mà nó mức độ vừa phải. Rồi mình ăn hết tô mì nha. Và đây là phần đậu hũ dâu. Đậu hũ dâu này có giá 18.000 đồng các bạn. Nhìn rất là đẹp ha. Miếng đậu hũ dâu này mềm, rất là mượt, thơm các bạn, thơm và ngọt vừa phải. Mình thích cái miếng này nè. Ăn cái miếng này tự nhiên nhớ tới cái món chè Hà Ký. Từ sáng tới giờ chuyển đen, bây giờ mưa các bạn. Sài Gòn. Ở trên đó mấy bạn có thể thấy được lịch sử của tiệm Ngũ Long Công Chúa ha. Năm 1960 tại góc ngã tư Minh Phụng, Văn Điển Quang, nay là đường Hàng Hải Nguyên á, có một xe mì gà nhỏ nhưng đã làm cho biết bao thực khách thời đó say mê và yêu thích.
Nước canh nơi này được chế biến theo công thức gia truyền, làm nên một hương vị rất độc đáo và đặc biệt rất trong. Phía trên lại sóng sánh màu vàng của mỡ gà đã tạo nên sự bắt mắt cho thực khách. Thông thường thực khách sẽ nếm một ít nước canh trước khi ăn, và điều này cũng giúp cho thực khách cảm nhận vị thanh ngọt rất kiêng. Và khi gấp đến những sợi mì vàng ống được chế biến từ trứng gà tươi cộng thêm chút thịt gà xé mềm thơm phức và tạo ra sự hoàn hảo cho hương vị mì gà gia truyền Trung Hoa. Như vậy là sau bao nhiêu năm tháng thì năm người cháu gái của ông chủ xe đó đã trở về và tạo ra thương hiệu mì Ngũ Long Công Chúa các bạn. Đó, các bạn thấy ha. Để cao quá, nãy giờ ăn hết tô mì mới để ý. Hóa ra là cái tiệm mì cũng được 59 năm rồi. Thêm một món ngọt khác nữa các bạn. Món này là hột gà chân sữa tươi. Hột gà chân sữa tươi này có giá 20.000 đồng. Phần hột gà chân sữa tươi này nó giống như cái bánh flan các bạn. Thơm, vị khá là ngọt các bạn nha. Nhưng mà mình nghĩ là 20.000 đồng cái phần này thì giá nó hơi cao chút xíu. Nếu mình ăn bánh flan thì nó khoảng độ 10.000 thôi. Và đây là món lạnh các bạn nha. Lạnh chứ không là nóng nha. So với cái độ ngọt hồi nãy với cái món đậu hũ dâu thì cái món này nó ngọt hơn. Và đây là món đặc sản của quán, chè khúc bạch. Ở đây chúng ta thấy chè khúc bạch nè, có đào nè, có trái vải nè, có hành nhân nè. Và đây là một món lạnh nha. $26.000 các bạn. Để mình nếm thử cái phần nước chè. Phần nước chè này có vị chua chua, ngọt ngọt. Mình mới ăn một cái miếng hành nhân rất là thơm, thơm và béo. Bây giờ mình sẽ nếm thử cái phần trái đào này, màu cam cam á. Phần đào này chua chua, ngọt ngọt. Nhưng mà mình không cảm nhận được cái mùi thơm của đào lắm. Ở đây có hai trái vải. Mình tưởng nó là trái vải, nhưng mà thực tế nó là trái nhãn. Bởi vì cái phần cùi thịt đó, nó rất dày, ăn ngọt và cũng khá là thơm. Có khả năng nó là dòng trái nhãn của Hưng Yên ngoài Bắc. Và đây chè khúc bạch có hai màu, màu trắng và màu hồng ha. Phần chè khúc bạch này dai dai sực sực mấy bạn. Béo, phải nói là béo và thơm. Cái phần màu hồng là thơm mùi dâu á. Trong ba cái món ngọt nãy mình ăn, mình thích cái phần chè khúc bạch. Cái hai là phần đậu hũ dâu. Còn cái phần hồi nãy hột gà chân sữa tươi á, mình thấy cái giá nó hơi cao mà nó không xuất sắc. Tính ra ăn bánh flan 10.000 còn ngon hơn. Mấy bạn để ý xíu nữa là trong đây là môi trường máy lạnh nha, không hút thuốc. Cho nên bạn nào không hút thuốc đến đây là sẽ tốt. Bên ngoài trời vẫn còn mưa. Đây mấy bạn, mì gà Ngũ Long Công Chúa ha. Hủ tiếu mì gà xé 50.000 đồng, đậu hũ dâu 17.000, hột gà chân sữa tươi 20.000 đồng, chè khúc bạch 26.000 đồng, thiệt hại là 113.000 đồng.
418B Trần Phú, phường 7, quận 5. Ông thấy để số điện thoại. Số điện thoại nữa mấy bạn, 08-028 nha, 3950-5081. Có cả website đó, ulongcongchua.vn. Sáu giờ tối rồi mấy bạn, trời vẫn còn mưa, nhưng mà mình nghĩ là chắc mà áo mưa đi về quá, đợi hoài không thấy hết mưa. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Quay cảnh mưa cho mấy bạn xem.